Rồi ok, hello và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình trong thời game 99. Vào tuần trước, tựa game này cập nhật chúng ta một thế giới mới của Void World, tên là Kawi. Một thế giới tuy mới nhưng là rất cũ, gần như là toàn bộ patch cũng như là cơ chế chơi game bưng y chang từ thời game patch 10 qua. Thì tới với tuần này, chúng ta sẽ không tiếp tục với phần 2 mà thay vào đó là một cái event tên là Call of War Event. Thì mình nghĩ việc làm này cũng đúng thôi, tức là khi ra một thế giới mới, xen kẽ với đó chèn thêm event để gọi là gia hạn thêm, delay thêm thời gian cho những phần tiếp theo ha, cắt cỡ 2 tuần. Rồi sau khi kết thúc nó sẽ quay trở lại với Kawi. Tôi sẽ cùng điểm lên ngắn trong video này nha. Map sự kiện dành cho tất cả mọi người. World 1, World 2, World 3, nó đều sẽ có nhà này. Tên của nó là Call of Battle. Thì sự kiện này cũng rất là basic, rất là cơ bản. Mình sẽ có nhiều map, 1, 2, 3, 4, đi từ đầu tới cuối. Trước khi qua đường map mới, cần phải làm nhiệm vụ. Thì cái sự kiện này làm mình nhớ tới một cái sự kiện đã từng xảy ra trong từ game patch 10. Các bạn có nhớ những con pet Lucky Block không? Hill Chroma Lucky, nếu mà đã từng chơi sẽ biết. Hình dáng bên ngoài của nó là một con hill màu trắng. Khi các bạn quay đường nó sẽ random, có rất nhiều màu. Hình như mình có thì phải. Đây nè mọi người, mình có hầu như đủ màu luôn ha. Đây mình có màu hồng, màu xanh dương, màu tím, màu đỏ, màu cam và màu vàng. Thì sự kiện Call of Battle này cũng vậy. Cái số lượng hiệu mới không có nhiều, nhưng lại phân chia ra rất nhiều màu theo từng team. Đây cũng chính là điểm nhấn của sự kiện này. New team sẽ xuất hiện trong 19 giờ 29 phút nữa. Lần đầu tiên bạn truy cập thì game sẽ bắt các bạn xoay. Cái việc thay đổi team này chúng ta không quyết định được, nghĩa là cứ hết thời gian reset, trong game sẽ bốc random để ngày tiếp theo bạn sẽ thuộc team gì. Nó ảnh hưởng tới phần thưởng của mình trong mỗi giờ nhé. Cũng na ná sự kiện Good and Evil, chia theo team. Phần thưởng theo team, team chiến thắng sẽ được nhiều hơn team thua thông qua cái việc mở trứng. Tương đương mọi con pet cùi trứng cuối cùng, từ pet cùi, pet xịn và heal pet, cái số điểm cộng thêm các bạn sẽ khác nhau. Như mở được một con heal là 1.000.000 điểm cho cái việc mở trứng cuối cùng này. Team màu tím đó là cao nhất, được 5 bucket, hạng 2, hạng 3, hạng 4, hạng 5, hạng 6. Cái số lượng bucket sẽ giảm dần, phần thưởng được trao mỗi tiếng. Nghĩa là nếu bạn đang trong cái team chiến thắng của ngày hôm đó là team tím nè, purple, thì cứ mỗi tiếng các bạn sẽ được phát 5 bucket. Còn như mình team màu cam đúng không? Team màu cam là hạng nhì online trong game máy tính. Thì 27 phút nữa, nếu mà team màu cam này vẫn hạng nhì, mình sẽ được trao thưởng là 4 cái bucket. Cái này dùng làm gì vậy? Bên góc phải của game, mình sẽ có Color Machine để grab keep. Đây, Color keep. Trong đây sẽ có một con heal. Con heal này tên là Heal Butterfly, Chroma Butterfly. Các bạn coi hình nhé. Và như mình vừa nói, nó sẽ có rất nhiều màu, tùy thuộc theo ngày hôm đó bạn team gì. Mình là team màu cam, cho nên với phần thưởng này, mở luôn. Nếu mình có được con heal đó, con heal Chroma Butterfly, thì con heal của mình sẽ là màu cam. Cái thứ nhì là Earn Climb Point. Bị lắc hay gì rồi? Rồi nó bị lắc rồi mọi người ơi. Nó sẽ liên quan tới Climb Battle kỳ này. Đây là heal của nó nè, heal Craycraft. Rồi ván trượt, boost, dành cho top 500. Để kiếm điểm nó hơi mới xíu, chúng ta phải đổi cái pocket để thành cái Climb Point cho mình. Tức là nếu cái clan nào đang muốn đua top, thì thay vì họ chọn crafting hộp quà, thì họ chọn cái dòng thứ nhì này để kiếm điểm cho clan của mình. Cuối cùng là gì? Stay on team. Tốn là 50 pocket để chúng ta sẽ có được ở lại team ngày hôm sau. Thay vì random, nó vẫn sẽ giữ cái team của bạn lại. Để mà có được nhiều pocket như vậy, chắc chắn mà phải treo máy nhiều rồi. Còn nếu bạn chơi cho vui, không quan trọng số lượng về hạng, nghĩa là hạng nhất phải được 5 bucket, hạng nhì là 4 bucket, thì thôi đừng có mua các bạn. Bao nhiêu cái bucket mình kiếm được, hãy crafting hộp gift. Thì cái hộp gift này không nên trữ nha, có thì xài thôi. Hiện tại ngày hôm nay chỉ còn khoảng tầm 100.000 gem nè, bút luôn nè, open hết, được rất nhiều item à, có pet gì không? Đương nhiên là không rồi, tại vì rất là khó. Bây giờ nói về heal pet đi, con heal đầu tiên không thể thiếu là từ cái Forever Pack, Heal Chroma Unicorn, cũng sẽ chia nhiều màu nha. Tùy thuộc ngày hôm đó bạn ở trong team gì. Rồi có boost nè, ván trượt mới nè. Con heal thứ hai từ trứng cuối cùng, đó là heal Tiger, rất nhiều màu. Nó tô màu cam mà thấy không? Tại mình team màu cam mà, nên mình treo ra sẽ được con heal Tiger màu cam. Con heal thứ ba từ top 5.000, 5.000 player trên top, kiếm nhiều điểm nhất trong sự kiện này. Top 500 sẽ được con heal Chroma Swan Rainbow, từ 501 tới 5.000 là con bình thường. Đây là con heal thứ ba từ sự kiện nè, con Thiên Nga nhiều màu ha. Rồi con heal thứ tư là từ Clan Battle, đang bị lắc nha mọi người. Đây, Clan Battle, con này thì có một màu thôi. Heal Butterfly từ hộp quà Color Keep. 5 con heal trong sự kiện Color War này. Đã ra sự kiện này nó cũng hơi chán, cho nên mình làm video hơi trễ xíu. Và cũng đừng quên, trong cập nhật của Kawaii, cái free reward này đã bổ sung thêm một con heal rồi. Ở bet 10 mình sẽ có là heal Cupcake và heal Peacock. Còn đây là heal Kawaii Tiger. Cho những hộp quà cuối cùng nè, đây là cao nhất. Rồi cuối cùng là cái tựa game bet 99 này có một trang web tên là db.biggame.io. Thì dev tựa game này tạo ra để cho bạn theo dõi về cái trading, về cái value những con bet của mình. Mình chọn đây là heal nè, enter. Mình sẽ xếp theo là highest existence, tức là theo số lượng cao nhất. Rồi ví dụ đây mình sẽ chọn con Abyssal Jellyfish. Nó như một cái biểu đồ thị trường đó mọi người. Trong vòng khoảng 3 tuần gần nhất, chúng ta quan sát được cái value của nó thay đổi như thế nào. Game cũng cho chúng ta thêm một cái là trade, rồi tính toán trade nè, trade calculator. Với lại có phải có một cái là link product account. Cái này mình chưa test nha, nhưng đại khái là bạn có thể sử dụng nó. Rồi thêm tiền các kiểu nè, để mình quan sát một cách trực quan nhất về cái việc trade của mình có ok hay không, có lỗ hay không. Thì nếu bạn quan tâm thì truy cập thử. Còn hiện tại thì mình thấy nó cũng không cần thiết cho lắm. Đi qua bên Trading Plaza để coi là hôm nay có mua được thêm con heal nào hay không. Heal mới ra số tên là Chroma. Ở trong cái terminal này khá là tiện, nó chia thành từng màu luôn. Đầu tiên là con Butterfly,
Con này từ ghi gift nè, hộp quà nè, số lượng chứa nhiều ha, nên đa số là khoảng trên 100 triệu. Ôi sao con này hiếm vậy, 5 tỷ 6, nó bị đôn giá hay sao á, 200 con mà 5 tỷ 6, trong khi những con khác cũng cỡ cỡ đó, mà có mấy trăm triệu à. Rồi Chroma Tiger từ trứng cuối cùng nè, 89-90, có mấy con ít hơn xíu thì khoảng 150, từ từ tuột giá ha. Rồi Chroma Unicorn từ cái pack bằng robot nè, nữ kia này mình sẽ không mua heel, tại vì đối với mình, những con heel đó không đẹp, những con bé thường có bộ đẹp hơn, như là Spider nè, nhìn nó màu sắc hơn. Đây là con bé đam cao nhất của mình, 40.8T, Abstract Agony, vừa Rainbow vừa Shiny. Đây là Chroma Tiger Rainbow, 39.7T, con bé đam cao nhất của trứng cuối cùng nha, tại vì con này Rainbow Shiny nó sẽ cao hơn. Abstract Dragon, về đam thì sẽ mạnh hơn những con bé của Kawi đó, đương nhiên rồi, hơn khoảng tầm 3T. Heal Kawi Tiger, con bé từ cái Free Reward, tới hôm nay vẫn chưa nhiều lắm, hơn 10 ngày rồi, 185 con. Hồi xưa bé 10 là con Heal Cupcat á, và sau này là Peacock. Đây Peacock, hình như từ cái bet 10 bây giờ vẫn còn thể chuyển bet được nha. Nghĩa là trong cái free gift của nó vẫn thể kiếm được con heal Peacock. Cái cổ máy đó ban đầu developer nói là cuối tháng 7, à đầu tháng 7 họ sẽ xóa đi, nhưng cuối cùng thì không, họ giữ nguyên luôn. Nếu bây giờ bạn thể chơi song song hai game thì đó là điểm tin nhanh về cập nhật mới nhất, cập nhật 27 Hollow War Event. Hẹn gặp lại mọi người những nội dung tiếp theo. Xin chào.